Và những ưu điểm tôi có không phải tự tôi mà có, mà chính Thiên Chúa ban cho tôi. Bao nhiêu người hướng dẫn, dạy dỗ, giáo dục tôi. Đấy là khiêm tốn thực sự. Thế cho nên trong tương quan với chính bản thân á, khi chúng ta khiêm tốn có nghĩa là nhìn nhận sự thật về chính mình. Những điều gì tốt lành thì mình tạ ơn, mà những điều khiếm khuyết thì mình cố gắng cộng tác với ơn Chúa để sửa đổi. Trong thực tế là chúng ta lại không khiêm tốn được. Ta không dám nhìn nhận sự thật về mình. Cho nên cái tương quan với bản thân nó không được hài hòa. Anh chị em thử nhớ lại xem trong cuộc đời của mình có biết bao nhiêu lần mà mình nói cái câu giá mà. Giá mà Chúa cho da tôi nó trắng hơn tí. Giá mà Chúa cho tôi nó cao hơn tí. Giá mà Chúa cho cha mẹ tôi giàu có hơn tí. Ở trong cái giá mà đó là cái gì vậy? Chúng ta không chấp nhận chính mình. Mình luôn luôn sống ở trong sự xung đột với chính bản thân. Không có sự hài hòa, không có bình an. Tôi lấy một ví dụ rất cụ thể để anh chị em thấy tầm quan trọng của điều đó. Ấy, thưa anh chị em, trong tương quan với tha nhân, tập sống yêu thương. Tương quan với của cải vật chất, tập sống siêu thoát. Trong tương quan với bản thân, tập sống khiêm tốn. Đó là con đường dẫn chúng ta đến sự bình an của Chúa. Đó là thái độ sống giúp cho trái tim mình mở ra, tâm hồn mình mở ra để đón nhận sự bình an của Chúa. Như dòng nước mà Chúa Giêsu nói với người phụ nữ Samari hôm nay, dòng nước hằng sống đổ vào lòng chúng ta. Cái dòng nước ấy Thiên Chúa sẵn sàng ban bất cứ lúc nào cho bất cứ ai. Nhưng khổ nỗi anh chị em và tôi khép lòng lại. Chúa có đổ vào thì nó chỉ chảy ra ngoài. Mình phải mở lòng mình ra thì dòng nước hằng sống đấy mới được đổ vào. Ơn bình an của Chúa mới thấm nhập cuộc đời của mình. Mẹ Teresa Avila, một bậc thầy của đời sống thiêng liêng, dạy chúng ta những điều rất cụ thể để chúng ta tìm được sự bình an của Chúa. Và khi sự bình an của Chúa mà thấm vào trong cuộc đời của mình thì mình cũng sẽ là người gieo rắc bình an cho anh chị em của mình. Thưa anh chị em, một vài tâm tình, một vài suy niệm đơn sơ tôi muốn chia sẻ với anh em, chị em trong thánh lễ chiều hôm nay. Ai trong chúng ta cũng mong được ơn bình an. Chỉ có điều là mình có chấp nhận để bước đi trên con đường dẫn tới sự bình an không? Chứ còn mình mong đi ra Hà Nội chơi mà lại cứ lấy xe đò đi Cần Thơ thì bao giờ mới tới? Mình mong sự bình an nhưng mà mình phải đặt chân trên con đường dẫn tới sự bình an. Con đường của yêu thương, con đường của siêu thoát, con đường của khiêm tốn. Câu hỏi đó xin để lại trong lòng mỗi người anh chị em. Và tôi đề nghị chúng ta dành một phút thinh lặng để nhìn lại đời sống của mình và những tương quan trong đời sống đó. Chúng ta đã sống như thế nào? Xin mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Thưa các anh chị, tuần vừa rồi tôi đi vắng bởi vì họp hội đồng giám mục ở Xuân Lộc. Rồi kết thúc hội nghị thì có lễ phong chức cho Đức Giám mục phụ tá của giáo phận Xuân Lộc. Các anh chị biết cả rồi. Mà hội đồng giám mục họp lần này đó thì tập trung vào việc cử hành năm thánh sắp tới. Thành thử ra tôi muốn dành cái buổi hôm nay để nói chuyện với các anh chị về thư công bố năm thánh 2010. Có thể là các anh chị cũng theo dõi ở trên mạng, hoặc là trên báo, hoặc là ngay ở một vài giáo xứ đã có được lá thư này rồi dán lên cho anh chị em giáo dân coi. Nhưng mà ở đây thì không những chỉ đọc cái thư đó, mà nhân đó có cần thiết gì thì tôi giải thích thêm một chút cho nó rõ hơn. Bởi vì mình học Thánh Kinh là học ở trong giáo hội mà. Thế cho nên tất cả những biến cố quan trọng của giáo hội thì chúng ta phải hiểu biết, phải cảm thông, phải chia sẻ. Cái thư công bố năm thánh 2010 bắt đầu như thế này. Thưa anh chị em, năm 2010 ghi dấu những sự kiện quan trọng trong lịch sử giáo hội tại Việt Nam. 350 năm thiết lập hai giáo phận tông tòa đằng ngoài và đằng trong. Cái chuyện này coi vậy chứ nhiều người trong chúng ta không biết đâu. Mình không biết là khởi đầu đó là cả Việt Nam của mình nhá, thì được tòa thánh chia ra làm hai phần, đằng ngoài và đằng trong. Mình là ở đằng nào vậy? Lại tưởng đằng ngoài nữa. Mà 350 năm rồi đấy. Đúng hơn là năm nay chứ không phải năm tới. Bởi vì tòa thánh thiết lập hai giáo phận tông tòa đằng ngoài và đằng trong vào năm 1659. Mà năm nay là 2009. Chẳng 350 năm. Nhưng mà chúng ta gộp lại cho đến năm 2010 làm năm thánh luôn. Rồi sự kiện kế tiếp đó mà nó liên hệ trực tiếp đến năm thánh, đó là 50 năm thiết lập hàng giáo phẩm tại Việt Nam. Nếu mà tính từ 2010 thì 50 năm trước là 1960. Như vậy trước năm 1975 mà có hội đồng giám mục ở miền Nam đó thì đã là hội đồng giám mục Việt Nam chưa? Mới là hội đồng giám mục miền Nam Việt Nam. Còn các giám mục cả hai miền Nam Bắc mà gặp nhau lần đầu tiên đó, đó là năm 1980. Rồi có thư chung năm 1980 đó. Nhưng mà đấy là nói về hội đồng giám mục. Còn nói đến hàng giáo phẩm thì lúc bấy giờ là Đức Giáo Hoàng Gioan 23, Ngài đã ký tông sắc để thiết lập hàng giáo phẩm Việt Nam là năm 1960. Thế thì có vị giám mục nào mà từ hồi đó cho đến bây giờ vẫn còn sống không? Không à? Có rồi, có ai? Có ai? Đức cha Ngữ cũng mất rồi. Đức cha Mikael Nguyễn Khắc Ngữ 101 tuổi đó là giá mà Ngài sống đến năm 2010. Thế nhưng chúng ta vẫn còn một vị nữa nha, mà không ở Việt Nam. Chắc các anh chị không biết đâu. Đó là Đức cha Thiện ở Vĩnh Long.
sau này Ngài sống ở nước ngoài, ở tại Pháp, mà bây giờ hai mắt là mù hết rồi. Nhưng mà nghe là giọng nói thì vẫn còn tốt lắm, khỏe mạnh. Tức là vị giám mục từ thời đó đó, 1960, mà còn đến bây giờ, quý hóa lắm. Chứng nhân lịch sử. Thế chúng ta là kỷ niệm 50 năm đấy, hàng giáo phẩm tại Việt Nam. Hai sự kiện lớn trong lịch sử giáo hội đương đại của Việt Nam. Đây là thời điểm cho chúng ta nhìn lại quá khứ để ta ơn Chúa và lắng nghe bài học của lịch sử, nhìn vào hiện tại để nhận diện những thuận lợi và thách đố, nhìn tới tương lai để cùng nhau canh tân đời sống và xây dựng giáo hội theo đúng thánh ý Thiên Chúa. Có ba chiều kích thời gian. Mới chiều hôm nay tôi làm lễ ở bên nhà kín. Hôm nay là lễ Thánh Teresa Avila. Thì tôi cũng có nhắc đến ba chiều kích thời gian của cử hành phụng vụ Kitô giáo. Bất cứ một cử hành phụng vụ nào của chúng ta cũng hàm chứa ba chiều kích thời gian. Nhìn về, nhìn vào và nhìn tới. Cụ thể nhất là thánh lễ của mình đó. Thánh lễ trước hết là nhìn về quá khứ, tưởng niệm mà. Tưởng niệm cái gì vậy? Tưởng niệm cuộc khổ nạn, cái chết của Chúa Giêsu Kitô. Và đồng thời nhìn vào hiện tại, phải hiện tại hóa lễ tế thánh thể. Lễ tế trên đồi Canvê được hiện tại hóa cho ngày hôm nay, cho những con người ở đây và lúc này. Và đồng thời là hướng tới tương lai. Cho nên sau lời truyền phép đó, chúng ta mới tuyên xưng là: chúng con tuyên xưng Chúa chịu chết, chúng con tuyên xưng Chúa sống lại, và chúng con tuyên xưng Chúa lại đến. Ba chiều kích thời gian. Cho nên năm thánh đó, cũng vậy, phải là một dịp nhìn lại quá khứ để tạ ơn, để lắng nghe bài học của lịch sử. Có nhiều bài học, có những điều chúng ta thành công và có những điều ta thất bại. Phải học cái kinh nghiệm của lịch sử, rồi phải nhìn vào hiện tại để thấy đâu là những thuận lợi và đâu là những thách đố. Đời sống giáo hội Việt Nam ngày hôm nay thuận lợi ở chỗ nào mà thách đố ở chỗ nào? Và phải nhìn tới tương lai để canh tân giáo hội và xây dựng giáo hội như ý Chúa muốn. Cho nên tôi muốn cùng với các anh chị xem lại cái thư này, bởi vì đọc thoáng qua lần đó mình không có nắm vấn đề. Thế qua văn thư của Tòa Ân Giải Tối Cao ký ngày 11 tháng 2 năm 2009, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chấp thuận đơn xin của Hội đồng Giám mục Việt Nam cho phép chúng ta mở năm thánh đặc biệt từ lễ các thánh tử đạo Việt Nam 24 tháng 11 2009. Sắp tới chưa? Sắp rồi. Mình hôm nay đã giữa tháng 10 rồi, còn có hơn tháng nữa à. Và năm thánh sẽ kéo dài cho đến lễ Hiển Linh mùng 6 tháng Giêng năm 2011.